Gia đình thiếu nữ trong vụ Châu Việt Cường vừa có đơn gửi cơ quan công an về việc không đồng tình với quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Chị Lưu Thị Hà, 30 tuổi, dì ruột của nạn nhân, cũng là người đại diện cho gia đình cho biết vừa có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới các cơ quan chức năng. Theo đó, chị Hà chia sẻ, sau khi vụ việc xảy ra, công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án Nguyễn Việt Cường, tức ca sĩ Châu Việt Cường sinh năm 1984, quê Hà Trung, Thanh Hóa, để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Đại diện gia đình cho rằng, nam ca sĩ đã sử dụng ma túy rồi dùng vũ lực khống chế, nhét tỏi vào miệng khiến nạn nhân tử vong. Gia đình đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân. Nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định của pháp luật thì trong quá trình điều tra truy tố xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng có thể thay đổi quyết định khởi tố tội danh, vô ý làm chết người sang tội giết người nếu có đủ căn cứ xác định đó là hành vi giết người. Còn theo luật sư Bùi Đình Ứng, việc gia đình nạn nhân có đề nghị cơ quan điều tra thay đổi tội danh đối với Châu Việt Cường từ tội vô ý làm chết người sang giết người là quyền của gia đình. Tuy nhiên việc thay đổi tội danh với đối tượng này sẽ được cơ quan điều tra xem xét dựa vào kết quả điều tra. Vào ngày 11 tháng 3, chị Hà đại diện cho gia đình đã gửi đơn khiếu nại tới một số cơ quan chức năng. Đại diện gia đình cho biết châu việt cường đã sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác gây hậu quả nghiêm trọng thì phải mặc định chịu trách nhiệm với lỗi cố ý cơ quan điều tra xác định lỗi vô ý trong trường hợp này là không đúng quy định của pháp luật châu việt cường sử dụng vũ lực nhét tỏi vào một nạn nhân gây tử vong là hành vi nguy hiểm đến tính mạng người khác đây không phải là hành vi cho ăn tỏi thông thường trong cuộc sống hàng ngày cách châu việt cường nhét lên tiếp tỏi vào cuống họng nạn nhân thì không ai có thể sống sót được nếu không phản kháng được với hành vi như vậy thì không thể là lỗi vô ý trong trường hợp này tất cả những căn cứ trên chị hà đề nghị các cơ quan chức năng xem xét khởi tố đối tượng châu việt cường về tội giết người trước đó một cán bộ công an quận ba đình cho biết trong lúc phê ma túy bản thân châu việt cường cũng đã ăn rất nhiều tỏi để trừ tà ma sau đó châu việt cường có biểu hiện đau rát bỏng cổ họng sốt do ăn một lượng tỏi quá lớn nhìn trực quan bên ngoài cũng nhận thấy gương mặt của cường phù nề sưng húp cường thường xuyên nhăn nhó lấy tay kéo ra cổ vì khó chịu. Cơ quan công an đã đưa Châu Việt Cường vào bệnh viện cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của Châu Việt Cường đã ổn định, các bác sĩ đã cho ra viện. Hiện vụ án đang được công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Đại diện gia đình cô gái 20 tuổi, nạn nhân trong vụ án đã có đơn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét khởi tố Châu Việt Cường về tội danh giết người. Ngày 11 tháng 3, trao đổi cùng phóng viên, chị Lưu Thị Hà sinh năm 1988, di ruột nạn nhân Trần Mỹ Hát sinh năm 1998 ở Trương Mỹ Hà Nội cho biết, gia đình vừa có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét khởi tố Châu Việt Cường về tội danh giết người. Chị Hà cho biết, nhiều ngày sau cái chết của Hát, gia đình vẫn đang bàng hoàng không tin vào sự thật. Bên cạnh đó qua những thông tin nắm được, gia đình không đồng ý về việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người. Theo chị Hà, là đơn dự kiến được gia đình gửi đến các cơ quan chức năng trong sáng ngày 12 tháng 3 để mong pháp luật xử lý công bằng đúng người đúng tội. Nội dung đơn gửi đến cơ quan chức năng có đoạn: Điều 13 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối chiếu quy định này, kể cả trong trường hợp mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do tự mình đưa vào cơ thể các chất kích thích mạnh, thì đối tượng Châu Việt Cường vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả đã gây ra. Pháp luật buộc người nào cố tình đưa các chất ma túy phải nhận thức được tác hại và hậu quả của nó. Châu Việt Cường đã sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải mặc định chịu trách nhiệm với lỗi cố ý mặt khác xét về hành vi khách quan cho thấy châu việt cường sử dụng vũ lực kỳ cổ nạn nhân nhét nguyên củ tỏi vào cuống họng bịt đường hô hấp gây tử vong là hành vi nguy hiểm đến tính mạng người khác đây không phải là hành vi cho ăn tỏi thông thường trong cuộc sống hàng ngày cái cách mà châu việt cường nhét liên tiếp nhánh tỏi và nguyên cả củ tỏi vào cuống họng nạn nhân thì không ai có thể sống sót được nếu không phản kháng chống lại được Nghĩa là với phương pháp như vậy thì cho 10 người ăn tỏi thì đều chết cả 10, nên không thể là vô ý trong trường hợp này. Từ những căn cứ nêu trên, với tư cách là người đại diện hợp pháp cho người bị hại, gia đình chúng tôi kính đề nghị các cơ quan luật pháp xem xét khởi tố đối tượng Châu Việt Cường về tội giết người, là đơn của gia đình nạn nhân nêu rõ. Nói thêm về hoàn cảnh của gia đình, chị Hà cho biết, cháu tôi có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly hôn từ sớm, mẹ hát bệnh tật nên cùng hát và mọi người anh trai của hát, phải ở với ông bà ngoại đến khi học lớp 12 mới đi làm thì xảy ra vụ sự việc. Trước đó như thông tin đã đưa ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường, nghệ danh Châu Việt Cường, sinh năm 1984, quê Hà Trung, Thanh Hóa, để phục vụ công tác điều tra. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, NK tức Đoàn Quý Nguyên quê Thừa Thiên Huế cùng Trương Mỹ Hát sinh năm 1998 ở Trương Mỹ Hà Nội và Đỗ Phượng Anh sinh năm 1995 ở Mộc Châu Sơn La đến nhà Phạm Đức Thế ở đường Nguyễn Văn Ngọc phường Cống Vị Ba Đình để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ trị Trương Mỹ Hát bị ma nhập nên ghi cổ nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi. Hành động trừ ma của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở tử vong. Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, khiến cô gái trẻ tử vong. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục xét nghiệm ma túy đối với những người có mặt trong đêm tiệc cùng Châu Việt Cường. Liên quan đến vụ Châu Việt Cường, theo công tin cập nhật, cơ quan công an đã tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu đối với những người có mặt trong nhóm của ca sĩ này trong đêm 4 tháng 3. Thông tin mới nhất cho thấy, quá trình điều tra vụ án công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng chất màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng Thế khai nhận, nhóm của Thế và Châu Việt Cường đã sử dụng chất này suốt đêm 4 tháng 3. Sau đó, số mẫu vật này đã được cơ quan chức năng tiến hành giám định. Kết quả giám định cho thấy, số màu trắng trên chính là ketamin, một loại ma túy tổng hợp. Tổng trọng lượng của số tăng vật được thu giữ là 1,3 gram ketamin. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy này do Thế mua với giá 3 triệu đồng với mục đích đem về sử dụng. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang và Phạm Đức Thế dương tính với ma túy. Như vậy thì ca sĩ Nam Khang cũng dương tính với ma túy, chứ không như lời của Nam Khang là không sử dụng ma túy. Riêng đối với cô gái tên Phượng Anh, sau khi nạn nhân hát tử vong, sáng ngày 5 tháng 3, Phượng Anh đã sợ hãi rời khỏi hiện trường. Khi biết công an truy tìm mình, Đến ngày 7 tháng 3, Phượng Anh đã ra trình diện tại cơ quan công an, quận Ba Đình, Hà Nội. Được biết, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu máu và nước tiểu của Phượng Anh để xét nghiệm về ma túy. Hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, đến thời điểm này, nhóm của Châu Việt Cường gồm 5 người. Ngoài nạn nhân hát đã tử vong, thì Châu Việt Cường đã bị bắt khẩn cấp về hành vi vô ý làm chết người. Đối tượng Phan Đức Thế bị bắt khẩn cấp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với ca sĩ Nam Khang. Tên thật là Đoàn Quý Nguyên, sinh năm 1993, trú tại huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, và cô gái có tên Phượng Anh, sinh năm 1995, quê ở tỉnh Sơn La. Được biết, tối 4 tháng 3, ca sĩ Châu Việt Cường có hẹn ca sĩ Nam Khang và một số người bạn, trong đó có nạn nhân hát đến căn nhà thuê của Phạm Đức Thế sinh năm 1988 ở phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội để quậy. Tại đây nhóm của Châu Việt Cường ba nam hai nữ đã có một bữa tiệc ma túy diễn ra suốt nhiều giờ đồng hồ trong đêm mùng 4 tháng 3 và dạng sáng mùng 5 tháng 3. Do bị phê ma túy, Châu Việt Cường nghĩ rằng hát bị ma nhập nên đã lấy tỏi nhét vào miệng chị hát khiến nạn nhân bị ngạt thở dẫn đến tử vong. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Ca sĩ Nam Khang, người có liên quan đến vụ Châu Việt Cường nhát tỏi vào miệng cô gái gây tử vong, cũng đến trình diện ở đồn công an. 18 giờ ngày 6 tháng 3, Nam Khang được mời trở về nhà. Ngày 6 tháng 3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người. Châu Việt Cường khai đã sử dụng ma túy để tụ tập cùng nhóm bạn, trong số đó có ca sĩ Nam Khang. Trả lời dinh.vn, Nam Khang cho biết anh đã bị công an triệu tập vào ngày mùng 5 tháng 3. Anh đã có mặt tại đồn công an Ba Đình để cung cấp lời khai. Tôi bị yêu cầu đến hợp tác điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của cô gái tại căn hộ ở quận Ba Đình. Cơ quan công an đã lấy lời khai và kiểm tra điện thoại di động của tôi. Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, vào 18 giờ ngày mùng 6 tháng 3, tôi đã được về nhà, Nam Khang kể. Về thông tin nghi vấn sử dụng ma túy tập thể với Châu Việt Cường cùng nhóm đối tượng, Nam Khang trả lời Vấn đề này tôi tin cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ. Từ hôm qua đến nay, gia đình cùng bạn bè luôn lo lắng khi tôi liên quan đến vụ này. Vốn dĩ tôi có lịch diễn vào tối mùng 7 tháng 3, nhưng gia đình tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà sau một ngày trình diện ở cơ quan điều tra, anh nói. Ca sĩ Nam Khang kể tối mùng 4 tháng 3, Châu Việt Cường đã rủ anh đến căn hộ nơi xảy ra mạng chơi. Tuy nhiên anh khẳng định, chỉ ở lại đến gần sáng và rời khỏi hiện trường để chuẩn bị cho lịch diễn trước khi châu việt cường nhét nhiều nhánh tỏi tươi vào miệng nạn nhân khiến cô tử vong vì nghẹn thở với tôi anh châu việt cường là đồng nghiệp và cũng là người anh chúng tôi từng hợp tác chung và còn lên kế hoạch nhiều dự án khác chuyện xảy ra thế này là điều không một ai mong muốn kể cả anh châu việt cường nam khang nhấn mạnh trên trang cá nhân trước thời điểm vụ án xôn xao dư luận xảy ra nam khang vẫn tất bật đăng tải lịch trình biểu diễn tại hải phòng bắc giang và hòa bình trạng thái chia sẻ lịch diễn của Nam Khang đã vấp phải sự phản đối của nhiều khán giả. Họ xếp anh vào danh sách những nghệ sĩ tai tiếng không nên được mời đi biểu diễn ở nhiều tỉnh thành. Những chỉ trích từ mạng xã hội khiến tôi rất buồn. Trước khi sự việc này xảy ra, tôi chưa từng có tai tiếng nào, Nam Khang nói. Nam Khang là ca sĩ có mối quan hệ thân thiết cùng Châu Việt Cường. Anh được biết đến với những ca khúc trẻ, từng song ca với Du Tiên. Tháng 6 năm 2017, nam khang từng tranh cãi khi bị cho là đạo nhái phong cách sơn tùng các bạn hãy đăng ký kênh youtube của tri thức vô tận để đón xem các